Và hôm nay đặc biệt chúng tôi được hân hạnh tiếp chuyện với cô bác Kim Nguyễn là giám đốc điều hành của Hội Ung thư Việt Mỹ, một tiếng nói quen thuộc mà chúng ta nghe trên đài Little Sun Radio trong hàng tuần với chương trình của Hội Ung thư Việt Mỹ. Mến chào Becky. Và cảm ơn Hội Ung thư Việt Mỹ đã đồng hành với Bệnh viện Oncos Memorial trong bao năm qua để phục vụ về các bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư. Thì hôm nay trong cái buổi thuyết trình về ung thư phổi với bác sĩ Hoàng Lê cũng như bà Robin Phillips, Hội Ung thư Việt Mỹ cũng phụ giúp và hỗ trợ trong chương trình này. Sau khi mà bệnh nhân mà được chẩn đoán, sau khi chụp hình low dose, CT low dose liều thấp á, được chẩn đoán ung thư phổi thì cái việc gì sẽ tiến trình kế tiếp là gì thưa Becky? Dạ, kính chào quý vị, Hội Ung thư Việt Mỹ đó thưa chị, thì là mình tổ chức những cái buổi thuyết trình và cũng gọi là có những buổi mà mình cần phải hỗ trợ cho bệnh nhân. Hội Ung thư Việt Mỹ mới lập ra một cái chương trình rất là hữu ích, cái đó gọi là sức khỏe và hy vọng cùng nhau, tuyệt đối là dành riêng cho những ai đã hoặc là đang đối phó với căn bệnh ung thư. Thì khi mà chị vừa nói là nếu mà một người chẩn đoán bị ung thư thì mình phải làm gì, người ta cần nhiều sự hỗ trợ lắm thưa chị, đâu là mặt tinh thần rồi thể xác của họ nữa. Tại vì khi mà ung thư nó đã đánh chỗ này đánh chỗ kia, xâm lấn chỗ này chỗ kia, thì là cơ thể của mình cũng không được còn khỏe mấy, thì lúc đó họ rất là buồn. Thì bây giờ mình phải làm gì là những người đã trải qua căn bệnh của họ đã thoát khỏi rồi, họ trở lại để chia sẻ, để hỗ trợ cho những ai đang vào cái tiến hành điều trị đó thưa chị. Thì hội cũng có một cái buổi họp nhóm hàng tháng để nghe thêm đầy đủ mọi đề tài. Ví dụ như ngày hôm qua thì có một hai người luật sư legal aid tới nói thêm về balance billing. Tại vì chị cũng chi biết phí tài chính. Dạ vâng, chị cũng biết là khi mà mình điều trị ung thư đó thì là mình có nhiều bills, chuyện này chuyện kia lu bu nhiều lắm. Thì bây giờ là như thế nào để hỗ trợ cho họ, để họ hiểu biết những cái quyền lợi hoặc là những cái trách nhiệm của họ là phải làm những gì với những cái bill đó, cái hóa đơn đó, phải không chị hả? Nói đến đây cũng không quên nhắc đến bác sĩ Nguyễn Bích Liên, là người đã founder, người đã thực hiện là thành lập Hội Ung thư Việt Mỹ. Và vai trò bác sĩ Bích Liên là gì? Bác sĩ Bích Liên sắp về hưu rồi. Dạ. Vai trò chắc bác sĩ sẽ dành nhiều thời giờ với Hội Ung thư Việt Mỹ hơn. Thì em cũng nghe là bác sĩ sẽ dành nhiều thời giờ cho Hội Ung thư Việt Mỹ thêm. Tại vì Hội Ung thư Việt Mỹ có những cái chương trình sắp tới. Thì để kỳ sau có lẽ bác sĩ Bích Liên có thể lên trò chuyện với chị, chia sẻ lại những cái rất là mới mẻ, là mà Becky thấy là it's perfect timing, cái thời giờ rất là đúng, là tại vì cũng tình cờ thôi là bác sĩ sắp sửa nghỉ hưu mà Hội Ung thư Việt Mỹ thì rất cần. Thì bây giờ chắc có lẽ là bác sĩ Bích Liên phải hỗ trợ Hội Ung thư Việt Mỹ mạnh mẽ hơn hả chị? Thì để kỳ sau đi, kỳ sau có những tiết mục đó thì bác sĩ sẽ chia sẻ với chị thêm, hoặc là Becky có thể chia sẻ với chị thêm. Nói đến đây thì Hương Thông nhờ Becky nói thêm cái sự cộng tác giữa Bệnh viện Oncos với Hội Ung thư Việt Mỹ như thế nào trong những chương trình phục vụ cộng đồng của chúng ta. Dạ vâng, thì rất là cặn kẽ chị ơi. Tại vì Hội Ung thư Việt Mỹ là chỉ có đội ngũ rất là nhỏ bé, và những cái chương trình của Hội Ung thư Việt Mỹ là thường thường là phải cần sự hỗ trợ của cộng đồng, cũng giống như là Bệnh viện Orange Coast Day, Memorial Care Day. Có những cái buổi giống như là ngày hôm nay thuyết trình, mình được nghe, mình được hiểu biết thêm nhận thức như thế nào là về ung thư phổi mà phải làm những điều gì. Còn ngày mai thì có bác sĩ Nguyễn Bích Liên cũng thuyết trình về ung thư vú, mà đồng thời nữa ngày mai đó thì có những nữ bác sĩ thiện nguyện để khám vú cho phụ nữ chúng ta. Thì chị cũng thấy Hội Ung thư Việt Mỹ thì rất là nhỏ nhưng mà cần những chỗ mà để khám thì hội đồng gọi là nương tựa vào những hội đoàn của Orange Coast, thì mình hợp tác chung như vậy thì mình hỗ trợ cho nhau, thật ra là cho cộng đồng. Hội Ung thư Việt Mỹ cũng sáng lập ra là vì cộng đồng, để hỗ trợ cho cộng đồng. Thì đây cũng ở Bệnh viện Orange Coast cũng muốn hỗ trợ cho Hội Ung thư Việt Mỹ với cộng đồng mình. Thì là thôi mình hợp tác vậy thôi hả chị hả? Mình cũng là non-profit, là vâng, vô vị lợi. Cả hai tổ chức đều là tổ chức vô vị lợi. Chúng tôi dành những cái lợi nhuận, những gì để
đầu tư trở lại để phục vụ cộng đồng. Thì nói đến đây thì Hội Ung thư Việt Mỹ song song với Bệnh viện Oracle đã bao năm qua đã có nhiều sự thay đổi. Thì theo nhận xét riêng của Becky Nguyễn thì đến Bệnh viện Oracle càng ngày càng thấy có nhiều sự đổi mới không ạ? Vâng. Có thể chia sẻ những cái cảm tưởng riêng của Becky. Dạ vâng, thì Becky thấy là hàng ngày đấy thì là một cái bệnh viện to lớn ra, có những cái phòng họp hồi trước kia là có thể nhỏ hơn hoặc là khó đi tới hơn, nhưng mà bây giờ đó thì đây có một cái building rất là mới. Becky cũng rất là ở thì cũng ở cộng đồng này thì tới đây thấy rằng là rất là khang trang, rất là niềm nở được đón tiếp từ những đâu là thiện nguyện viên của bệnh viện Orange Coast mà nhân viên của Hội Ung thư Việt của Orange Coast nữa, thì Becky thấy rằng là rất là tốt. Một nơi mình có thể tới, không phải là chỉ sạch sẽ không, mà mình có thể có đặt một cái niềm tin nào đó vào những bác sĩ ở bệnh viện để được sự hỗ trợ và được chữa trị những cái loại bệnh của mình vậy. Vâng, có một cái vấn nạn là chúng tôi không có đủ đồ ở chỗ đậu xe, nhưng mà ở đây có valet parking miễn phí, quý vị không phải trả tiền tiếp nữa. Quý vị cứ, nếu mà chỗ đậu xe đang trong tương lai chúng tôi đang mua thêm, bệnh viện đang mua thêm một cái đất để xây dựng thêm cái bãi đậu xe cho quý vị nhân. Nhưng mà nếu không có chỗ đậu xe, quý vị cứ tới valet parking, có rất nhiều cái chỗ parking về valet parking xung quanh khuôn viên của bệnh viện. Bây giờ trở lại với Hội Ung thư Việt Mỹ, thì Hội Ung thư Việt Mỹ khi mà một người bệnh nhân được chẩn đoán là bị ung thư thì họ cần làm gì? Họ gọi điện thoại để làm hẹn với Becky, có thể nói cái tiến trình như thế nào cho những người chưa biết đến đâu ạ? Dạ vâng. Thì khi ai mà cần sự hỗ trợ, không phải rằng là lúc mà chẩn đoán ung thư rồi, nhưng mà còn trước đó có những điều thắc mắc như là mình chưa tầm như thế nào mình có thể đi nói chuyện với một bác sĩ để mình hiểu biết thêm về cái loại bệnh này hoặc là ung thư, ví dụ đi, giống như ung thư vú. Bây giờ Hội Ung thư Việt Mỹ hay khuyến khích rằng là từ 40 tuổi trở lên mình cần phải đi chụp hình quang tuyến vú. Thì vậy như thế nào, bây giờ là mình đã thấy rằng là chẩn đoán là ung thư thì mình phải làm những gì, thì hội xin mời quý vị gọi cho Hội Ung thư Việt Mỹ. Cái đó là bước đầu tiên để chúng ta cùng đồng hành, cũng như vậy đấy chị nói, mình có thể hỗ trợ cho những ai đang vào một cái đường mà họ thấy rất là khó khăn. Tại vì Hội Ung thư Việt Mỹ cũng được nhiều sự hỗ trợ của những bác sĩ, những chuyên gia về các loại bệnh ung thư, và có những bệnh nhân đã trải qua rồi thì cái kiến thức, cái trải nghiệm của họ rất là quý báu để chia sẻ, để hướng dẫn từng bước từng bước. Thì cái điều đó Becky thấy rằng là cái sự hỗ trợ cho nhau, không phải là những cái niềm hy vọng, mà cái cụ thể hơn nữa là họ, mình có thể nhìn nhau, mình hỗ trợ cho nhau, hoặc là trên đường điện thoại mình có thể chia sẻ lại những cái trải nghiệm đó. Cái đó là có thể nâng lên cái sự hiểu biết của mình để mình đối phó với căn bệnh của mình, là một. Hai nữa là khi mà mình không biết đó chị, thì mình sợ hãi, nhưng mà nếu mà có người đã trải qua rồi, họ chia sẻ lại, thì lúc đó là mình hiểu biết, mình có một cái kiến thức để mình đi từng bước từng bước từng bước. Thì Becky thấy rằng là cái sự hiểu biết đó nó làm cho mình nhẹ đi một chút xíu, mình không sợ, quá sợ hãi khi mà mình cần phải đối mặt với căn bệnh. Thì Hội Ung thư Việt Mỹ có một văn phòng nhỏ nhỏ cũng gần bệnh viện Orange Coast đây thôi, thì xin quý vị ghé ngang qua Hội Ung thư Việt Mỹ. Thì Becky xin tiện đọc đây số. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Số phone của Hội Ung thư Việt Mỹ là 714-751-5805, hoặc là tới văn phòng của Hội Ung thư Việt Mỹ tại 17150 đường New Hope, thành phố Fountain Valley. Thì xin cảm ơn chị rất nhiều đã cho Becky lên đây một gọi là câu chuyện, chia sẻ thêm về Hội Ung thư Việt Mỹ rất là bất ngờ, nhưng mà cảm ơn chị rất nhiều. Và hôm nay Becky Nguyễn chỉ tới tham dự buổi thuyết trình cũng như giúp đỡ những đưa những cái thông tin về hội, nhưng mà không được bắt cóc lên chương trình câu chuyện y khoa. Anytime chị. Nhưng mà Becky Nguyễn ơi, tôi thấy dạo này sao nhiều người bị ung thư quá, không biết tại sao, hay là có thể vì truy tầm, có những phương pháp truy tầm nên chúng ta biết chúng ta đang có ung thư trong người, chứ không phải là đi truy tầm mới bị ung thư. Có nhiều người cứ sợ đi chụp hình CT low dose rồi thấy bị truy tầm, nên
Bây giờ thì câu hỏi hơi ngoài đề tí xíu là cái điều gì khó khăn nhất trong cái vai trò của Becky ở Hội Ung thư Việt Mỹ cũng như cái phần thưởng lớn lao nhất trong công việc của mình? Dạ thưa chị, cái buồn nhất là khi mà mình đã nghe những người bệnh nhân mất đi, để lại gia đình rất thương yêu, đâu là nhiều người cũng có con nhỏ, thì cái đó là cái bác chị thấy là buồn nhất. Nhưng mà cái niềm vui nhất thì là mình gọi là thấy họ chữa trị thoát khỏi, rồi có một cái niềm hy vọng sống với hiện tại, thì bác chị thấy rằng là cái đó rất là vui. Mà cái điều bác chị thấy rất là quý báu, chính bản thân Becky thấy là những cái vòng tay hỗ trợ cho những ai đang phải trải qua cái căn bệnh của họ. Becky cũng thấy là cái ảnh hưởng không phải là chỉ có một người đó, người bệnh nhân không thôi, mà ung thư nó xâm lấn qua tình thương. Tại vì mình thương người bệnh nhân đó, thì mình thấy cảm nhận được những cái điều vâng rất là vâng thấy họ trải qua rất là mệt mỏi, hoặc là thấy cơ thể của họ nó thay đổi. Tại vì lúc mà mình phải điều trị thì chị cũng thấy cái ảnh hưởng của thuốc rồi của những ca mổ này nọ, thì bác sĩ thấy là họ cần sự hỗ trợ. Mà nếu mà mình không có những cái vòng tay đó, không có những bác sĩ hoặc là những người chuyên gia hoặc là những thiện nguyện viên hay là những hội giống như Hội Ung thư Việt Mỹ hoặc là chị ở bệnh viện đây, thì mình thấy rất là buồn. Nhưng mà nếu mà mình có thể nới được cái vòng tay đó để hỗ trợ cho những người bệnh nhân và gia đình của họ qua cái đường đi này một chút xíu, với cái niềm hy vọng, thì bác chỉ thấy rất là vui. Thì mong rằng hỗ trợ từ các gọi là các mọi người, chứ không phải rằng là hỗ trợ những... bằng cách nào đấy thực tiễn. Dạ vâng, đâu là hội ung thư Việt Mỹ. Dạ vâng, thì là Hội Ung thư Việt Mỹ đó thưa chị, thì là nhỏ thôi, thì hỗ trợ nào cũng là lớn lao hết, vừa tinh thần hay đâu, vật chất không ạ? Tinh thần hoặc là vật chất và thời gian của mình nữa, và kiến thức của mình, những cái trải nghiệm, những ai đã trải qua rồi, họ có thể chia sẻ lại những cái trải nghiệm đó để hỗ trợ cho những người sau này, hoặc là những người đang phải trải qua cái căn bệnh của họ thưa chị. Vâng, thưa quý vị, có nhiều người hỏi Hương Thơ hay là Becky hay là Thu Nga làm việc với bệnh nhân và tiếp xúc với những gọi là lằn danh sống chết. Chúng tôi, Hương Thơ lúc mà bắt đầu làm việc thì hay khóc lắm. Nhìn thấy bệnh nhân, đến thăm bệnh nhân mà bệnh nhân hấp hối đó, cũng thấy chịu không nổi, cũng khóc rồi cũng, nhưng từ từ mạnh mẽ hơn và cảm nhận ra như là nãy Becky nói là chúng ta đến những cái sự đau khổ, đến những cái bệnh tật, đến những người đang gọi là cần đến sự hỗ trợ tinh thần của chúng ta hay vật chất hay bất cứ điều gì khác hay kiến thức, thì chúng ta mới thấy cái giá trị của cuộc sống trong đời này như thế nào, và chúng ta biết quý nó hơn, biết quý cuộc sống từng giây từng phút. Sống bao lâu không quan trọng, mà sống như thế nào, sống ý nghĩa, một đời sống ý nghĩa như thế nào mới quan trọng, phải không thưa Becky và quý vị? Vâng, lời cuối cùng xin kính chúc cho hội lúc nào cũng mạnh mẽ, và chắc chắn là Bệnh viện Orange Cross Memorial lúc nào cũng song hành và hỗ trợ, vì đó là cái sứ mệnh của những tổ chức non-profit. Và chúc Becky gọi là chân cứng đá mềm và lúc nào cũng mạnh mẽ để tiếp tục mang đến những cái tinh thần hỗ trợ và thương yêu cộng đồng, như là giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ. Và hẹn Becky vào lần hội thoại kỳ tới, mình sẽ tâm tình hơn nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn quý vị đã hỗ trợ cho Hội Ung thư Việt Mỹ. Vâng, chương trình câu chuyện y khoa đến đây xin được kết thúc. Hương Thơ xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào.